Subaru Forester 2025, sự kết hợp giữa phong cách, an toàn và công nghệ tiên tiến. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chính thức của chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ khám phá mẫu xe SUV độc Subaru Forester 2025. Trong đấu trường sôi động của xe SUV, việc Subaru ra mắt Forester 2025 tại triển lãm ô tô Los Angeles 2023 chiếm vị trí trung tâm. Mẫu xe thế hệ thứ 6 này là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế đẹp mắt, độ an toàn tiên tiến và công nghệ trên xe, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái không gì sánh bằng. Thiết kế bên ngoài, một marvel hiện đại. Thiết kế lại bên ngoài của Forester là một thành công, kết hợp giữa tính thẩm mỹ đương đại với bản chất mạnh mẽ của những phiên bản tiền nhiệm. Lưới tản nhiệt phía trước tích hợp liền mạch với đèn pha LED nhỏ gọn, tạo hiệu ứng lá chắn hùng vĩ. Những đường gân nổi nhấn mạnh chiều cao và sức mạnh của xe, nhấn mạnh khả năng off-road. Với những cải tiến về chức năng khí động học, bao gồm ổ cắm bánh sau để cải thiện độ ổn định, Forester không chỉ nổi bật về mặt hình ảnh mà còn được tối ưu hóa hiệu suất. Nội thất, nơi hình thức đáp ứng chức năng. Bước vào bên trong, Forester để lộ nội thất được chế tác tỉ mỉ. Hệ thống đa phương tiện chiếm vị trí trung tâm với màn hình hiển thị thông tin tích hợp. Được thiết kế chú trọng đến độ bền, nội thất có các đường viền trên bảng điều khiển và đường viền có kết cấu khéo léo để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Các cột và khu vực kính rộng rãi đảm bảo tầm nhìn toàn cảnh, trong khi tấm trần tối màu giúp che đi sự hao mòn. Nội thất của Forester là một nơi tôn nghiêm kết hợp phong cách với tính thực tế. Công nghệ trên xe, trung tâm chỉ huy của tương lai. Subaru giới thiệu hệ thống Subaru STANK Multimedia Plus 11,6 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống này đóng vai trò như một trung tâm thông tin, tích hợp liền mạch các chức năng âm thanh, khí hậu và phương tiện. Với các bản cập nhật qua mạng và tính năng sạc không dây có sẵn, Forester dẫn đầu về công nghệ trên xe, biến nó thành thiên đường kết nối cho người lái xe. Nền tảng toàn cầu của Subaru tăng cường tính toàn vẹn về cấu trúc của Forester thêm 10%, góp phần cải thiện hiệu suất, mang lại cảm giác lái êm ái hơn và cabin yên tĩnh hơn. An toàn được đặt lên hàng đầu với công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight mới nhất, xác định người đi bộ và người đi xe đạp tại các giao lộ và giới thiệu tính năng phanh tự động khi lùi. Hỗ trợ dừng khẩn cấp, tính năng đầu tiên của Subaru, bổ sung thêm một lớp an toàn bằng cách dừng xe và cảnh báo các dịch vụ khẩn cấp nếu người lái xe không phản hồi. Forester định nghĩa lại sự thoải mái bằng cách nhấn mạnh vào sự thoải mái của hành khách. Chỗ để chân và đầu rộng rãi, cùng với ghế trước hỗ trợ, nâng cao sự thoải mái tổng thể. Các biện pháp giảm tiếng ồn giúp cabin yên tĩnh hơn và hệ thống kiểm soát khí hậu tập trung vào chỗ ngồi có người để cải thiện sự thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu. Cổng sau chỉnh điện rảnh tay được kích hoạt bằng cảm biến đá có sẵn mang lại cảm giác tiện lợi, giúp việc chất và dỡ hành lý trở nên dễ dàng. Forester thể hiện bản sắc SUV của mình với sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng và tính linh hoạt. Hệ dẫn động 4 bánh đối xứng đảm bảo khả năng phản hồi cả trên đường trường và địa hình. Với khoảng sáng gầm 8,7 inch, Forester chinh phục các địa hình đa dạng mà vẫn duy trì chiều cao bước lên xe thoải mái. Tính năng nhắc nhở hàng ghế sau và màn hình quan sát xung quanh có sẵn nhấn mạnh cam kết của Subaru về sự an toàn toàn diện. Hiệu suất và khả năng xử lý, bản giao hưởng của sức mạnh. Được trang bị động cơ Subaru Boxer 2,5 lít, Forester sản sinh công suất 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 178 pound-feet. Hộp số Linear-Tronic CVT đảm bảo khả năng vận hành mượt mà và yên tĩnh, trong khi hệ thống chuyển động được bổ sung tính năng kiểm soát mô men xoắn chủ động và quản lý hiệu suất C-Drive. Giá lái trợ lực điện tử lấy cảm hứng từ WIX giúp tăng cường khả năng kiểm soát lái để mang lại trải nghiệm lái nhạy bén hơn. Kết luận, người tiên phong ở mọi khía cạnh, Subaru Forester 2025 không chỉ là một chiếc SUV, đó là người tiên phong xác định lại các tiêu chuẩn trong phân khúc của mình. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách, sự an toàn và công nghệ, Forester mang tính biểu tượng của Subaru tiếp tục mở đường cho một kỷ nguyên mới về sự xuất sắc của SUV. Khi có mặt tại các đại lý vào mùa xuân năm 2024, nó tiếp nối di sản của những người tiền nhiệm, hứa hẹn những cuộc phiêu lưu không thỏa hiệp. Nhấn nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ. Nếu bạn là một người đam mê xe và muốn tìm hiểu mọi chi tiết về Subaru Forester 2025, hãy nhấn nút đăng ký và theo dõi để đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào về chiếc SUV đẳng cấp này.